cậu nhóc nghèo lên làm giám đốc vẽ bừa một vòng tròn là có thể đưa cuộc đời mình lên đỉnh cao chàng khờ gặp may. Bắt đầu của câu chuyện, Win mới tốt nghiệp đại học, đến New York tìm việc, nhưng mọi công việc đều yêu cầu phải có kinh nghiệm. Những người tìm được việc đều đã rời đi, con đường lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình anh ấy, rất đáng thương. Trước khi ra cắt lượng rời khỏi núi cũng đâu có yêu cầu phải mang theo binh, sao phải yêu cầu có kinh nghiệm chứ? Win thấy rất buồn bực. Trong quán cà phê, sau một hồi do dự, chỉ để lại tiền tips là 2 đồng xu và một tờ báo có vệt cà phê. Nội dung trong tờ báo vừa hay là tin một công ty tài chính đang tuyển nhân viên chuyển phát không cần kinh nghiệm. Cơn gió có suy nghĩ thổi tờ báo, thổi đến gót chân của Win. Anh cầm tờ báo lên, nhìn thấy tin tức trong vòng tròn. Có lẽ đây chính là ý trời. Ngày hôm sau anh ta bắt đầu làm nhân viên chuyển phát ở công ty tài chính. Tất cả mọi người ở đây đều như được uống máu gà, sắp xếp cho anh rất nhiều việc di chuyển và nhận các văn kiện. Đây không phải công việc, anh đang đánh trận. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của công ty tài chính là hội đồng quản trị đang họp. Nội dung của cuộc họp là: nhìn kia các ông bạn, mọi người lại vừa kiếm mấy trăm tỷ, nói chứ có tức không, ông chủ tịch đã lớn tuổi chẳng còn thấy tiền thú vị nữa. Ông ta nhìn những kiến trúc lạnh lẽo bên ngoài, đột nhiên nhớ lại một ngày mẹ ông hỏi ông sao hôm nay lại vui vậy. Ông ta đứng lên bàn, làm động tác lấy đà chạy, bước những bước chân nhanh rồi đập một lỗ lớn trên cửa sổ, nhảy từ tầng 44 xuống. Trong lúc nhảy xuống, ông ta hét lớn lên với đám người: mau tránh ra, xem ra ông ta không phải là người xấu. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn chạm đất với động tác nhảy cầu không được đẹp mắt. Một tiếng vang lớn, ông ta ngừng thở ngay lập tức. Vừa mất chủ tịch, mà những ông già trong hội đồng quản trị chẳng buồn chút nào cả. Bọn họ thảo luận rất kịch liệt về việc chủ tịch nhảy từ tầng 44 hay 42, ông chủ tịch tóc trở thành người cầm quyền thực sự. Ông ta đề nghị một ý kiến rất điên rồ: mời một tên ngốc làm chủ tịch. Đến lúc giá cổ phần hạ giá thì bọn họ mua hết, rồi hoàn thành dã tâm chiếm hết sạch tài sản của công ty. Những ông già trong hội đồng quản trị đều là những người bị tiền tài làm mờ con mắt. Ý kiến này đã được thông qua trong thời gian rất ngắn. Tiếp theo đó, phòng chuyển phát dưới tầng thấp nhất nhận được một thông báo rất lạnh lẽo là chủ tịch vừa mới mất. Mọi người bỏ công việc trong tay xuống, mặc niệm 3 phút, biểu cảm của mọi người đều rất nặng nề. Chủ tịch là người thành lập công ty, là người cho mọi người cơ hội việc làm. Nhưng sau thời gian mặc niệm thì đài phát thanh lại thông báo thời gian mặc niệm sẽ bị trừ lương. Chuyện như vậy mà cũng phải tính toán vấn đề lợi ích, mọi người đều không lấy làm lạ nữa rồi quay về làm việc. Tiếng còi cảnh báo reo lên giữa phòng, những người chuyển phát như bị lâm vào trận chiến vậy. Thì ra đó là một phong thư màu xanh mà mọi người cho rằng nó không may mắn gì, phải đưa đến phòng làm việc của chủ tịch ngay lập tức. Việc không dễ xử lý này được đưa đến tay người mới đến là Win. Anh ta rất thật thà, ở trong phòng làm việc của chủ tịch, biết trong tay anh ta có phong thư màu xanh, cô thư ký hét lên một tiếng rồi ngất đi. Win đi đến phòng làm việc của chủ tịch, ông chủ tịch tóc trắng nghe mấy cuộc điện thoại mắng ông ta liền. Ông ta cảnh cáo Win, bảo anh chỉ nên đem tin gì tốt đến thôi. Win sợ nên giấu phong bì màu xanh đi, lấy ra một tờ giấy giấu trong giày, nói là đây là thành quả nghiên cứu 3 năm của anh, nó sẽ mang đến niềm vui chưa từng có cho trẻ. Ông chú tóc trắng đột nhiên thấy người này rất ngốc, không phải là rất hợp với hình tượng con rối mà ông ta đang tìm. Ông ta mời Win diễn chủ tịch trong một phút, nhưng anh lại lỡ tay làm cháy một bản hợp đồng. Win như bị châu tinh chỉ nhập, khi anh bước đi loạn choạng bê bình nước đến thì nước trong đó đã chảy hết ra ngoài rồi, bản hợp đồng trong thùng rác sắp cháy hết rồi. Win chỉ đành dùng chân dập lửa nhưng chân lại bị dính vào thùng rác. Trong lúc dãy dụa, anh vô tình làm vỡ cửa kính, hợp đồng bay theo gió. Ông chú kia vì muốn nhặt hợp đồng nên thiếu chút nữa rơi từ trên tầng xuống, may mà Win nắm được quần ông ta, cứu mạng ông ta. Người ngốc có phúc của người ngốc, Win trở thành tổng giám đốc. Trong tiếng cười của mọi người, tự anh cũng cười những 3 ngày 3 đêm. Chuyện tốt thế này mà anh cũng gặp được, thiếu chút nữa thì cười chết luôn. Nữ chính cô tóc xoăn là một biên tập viên trong tòa soạn Vi để tìm hiểu câu chuyện chàng trai nghèo trở thành tổng giám đốc. Cô ta ở quán bar khóc lóc ăn vạ, khiến Win ngoan ngoãn vào chồng, đưa cô về phòng làm việc. Nhân lúc Win đi vệ sinh, chị tóc xoăn bắt đầu lục lọi khắp cả. Vậy mà trong ngăn kéo chỉ có một chiếc bút chì. Lẽ nào đây là một ông chủ tịch vô dụng, không biết làm gì cả? Chị tóc xoăn nói dối Win bảo bọn họ là đồng hương. Win là một người rất ngây thơ, lập tức vừa nhảy vừa hát: nhà của tôi ở thôn này, tôi là người sinh ra lớn lên trong thôn này. Sau đó chị tóc xoăn nói: đừng nhìn thôn tôi không to, nhưng nó có non nước có rừng đấy. Bà con hàng xóm hòa thuận, già trẻ cũng rất hợp cạn, hát nối được luôn rồi, chắc chắn không phải người xấu. Win lập tức cho cô tóc xoăn công việc làm thư ký, nhưng chị tóc xoăn lập tức viết một bài báo: kẻ thiểu năng lên làm giám đốc. Lập tức nó trở thành tin hát trong ngày. Nhưng không bao lâu sau thì chị tóc xoăn phát hiện Win chỉ là một con rối, người đứng đằng sau thực sự là ông chú tóc trắng kia. Trong bữa tiệc, ông chú tóc trắng làm Win rất mất mặt. Chị tóc xoăn muốn nói sự thật cho người đàn ông thật thà này, nhưng lại không biết nói thế nào. Giữa hai người này sinh tình cảm, có lẽ là rơi vào dòng sống tình yêu rồi. Bài viết nói về anh lúc trước của chị tóc xoăn sớm đã làm cổ phiếu công ty bị xuống giá. Tiếp sau đó, Win lại phát minh ra một chiếc vòng nhựa. Hội đồng quản trị đều cho rằng thứ này chắc chắn sẽ bị thua lỗ, nhưng vậy vừa hợp ý họ. Những ông già này rất xấu tính, đều muốn cổ phiếu công ty bị xuống. Sau đó cả kế hoạch thành công. Sau khi chỉnh sửa lại bản thiết kế nhiều lần và tính toán nghiêm khắc và thí nghiệm về độ nguy hiểm, cái mà Win gọi là vòng lắc này được sản xuất số lượng lớn. Trong một thời gian, nhà kho của công ty đầy ắp. Ban đầu, vòng lắc không được ai mua. Đến khi nó vào tay một đứa trẻ rất dẻo, chiếc vòng được nó xoay rất điêu luyện. Nào, cùng nhảy thôi, dù sao thì cũng có rất nhiều thời gian. Những đứa trẻ bị thu hút nên cùng nhau mua, mua hết những chiếc vòng lắc trong cửa hàng. Không bao lâu sau, chiếc vòng lắc được bán ra cả thế giới. Nam nữ già trẻ gì đều rất yêu thích. Win một thời gian sau thành minh tinh, 7 phần cố gắng, 3 phần may mắn. Cố gắng rất quan trọng nhưng vận may cũng không thiếu được. Win nằm mơ cũng không ngờ rằng anh sẽ vì vẽ một vòng tròn mà đi lên đỉnh cao. Một đằng khác, chú tóc trắng và hội đồng quản trị thì gào thét vô vọng. Lúc trước bọn họ đã bán hết cổ phiếu công ty,
chỉ đợi lúc đi xuống để mua vào. Không ngờ cổ phiếu công ty tăng mạnh, bọn họ lỗ. Có người muốn nhảy lầu để cổ phiếu công ty giảm nữa. Nhưng cửa kính thay lâu rồi, không dễ vỡ vậy. Chỉ có thể ngồi với nhau để tính kế hại người khác thôi. Trong thời gian này, Win ngủ quên trong chiến thắng. Anh đi sai một bước cờ, cắt giảm 180 nhân viên của công ty. Là thư ký, chị tóc xoăn không đồng ý cách làm này. Nhưng anh không hề ý thức được việc mình làm là sai. Rồi sau đó sa thải nhân viên thang máy. Cho dù đối phương có quỳ xuống xin tha thì cũng không được. Cùng lúc đó, chú tóc trắng bắt đầu phản kích. Ông ta nói với Win chị thư ký tóc xoăn thực ra là một gián điệp. Báo cáo giả lúc trước khiến công ty bị tổn thất nặng nề đều là lỗi của Win. Anh vốn không có tư cách để trở thành chủ tịch. Tiếp đó, ông chủ tòa báo phát biểu. Win ăn cắp ý tưởng vòng lắc của nhân viên thang máy. Khi đó chị tóc xoăn tỏ ra phản đối. Ông bịa đặt. Nhưng đây đều là do tên tóc trắng sắp xếp. Chị tóc xoăn giải thích với Win. Lúc trước cô bị tiền tài làm mờ con mắt, nhưng bây giờ chị thực sự thích Win. Đáng tiếc Win thấy tổn thương quá, nên không tin chị tóc xoăn nữa. Win thất thểu đi trên đường, nhân viên thang máy mắng anh ăn cắp ý tưởng của mình. Những người lúc trước bị sa thải đều đang chửi mắng anh như một con chuột trên người, ai ai cũng đuổi đánh. Cuộc chiến của tư bản không phải cuộc chiến mà một đứa trẻ như anh chơi được. Anh mặc quần áo của nhân viên chuyển phát chuẩn bị nhảy từ trên tầng xuống. Lúc anh sắp chạm đất thì thời gian đột nhiên ngừng lại. Win bị đứng hình trong không trung. Một thiên thần đầu có vòng hào quang đột nhiên bước xuống. Ông chủ tịch nhảy lầu cũ bây giờ đã thành thiên thần. Ông ta bảo Win lấy phong thư màu xanh trong bộ đồng phục ra, không ngờ rằng trong đó là di chúc của chủ tịch. Ông giao toàn bộ tài sản của ông cho chủ tịch lên chức sau đó là Win. Chỉ cần đưa phong thư màu xanh đó là Win sẽ trở lại đỉnh cao cuộc đời. Thay đổi quá nhanh, thiếu chút nữa anh bị chật eo. Đây là do chủ tịch cố tình sắp đặt, cũng là giải thưởng dành cho một đứa trẻ ngây thơ lương thiện. Đến cuối phim, sự đả kích quá lớn làm ông chủ tóc trắng muốn nhảy lầu. Tư bản độc ác cuối cùng bị vào viện tâm thần, còn Win và chị tóc xoăn làm lành, hạnh phúc sinh sống cùng nhau. Bộ phim viễn tưởng này tên là Chàng Khờ Gặp May, nói về một cậu nhóc vẽ một vòng tròn thôi mà đi được. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Vợ ơi. Vợ. Anh bảo này. Mẹ ở dưới quê gọi điện lên cho anh, bảo là vợ chồng mình về thăm mẹ. Lại về quê á? Ừ. Lần trước nghỉ lễ mình đã về rồi mà. Khổ quá thì bây giờ ấy, nhà mình có việc gì đâu, về quê chơi với mẹ cho vui. Chẳng có gì vui cả. Điều hòa thì không có, mạng mẽo cũng không, mà đi vệ sinh thì phải tít ở đằng sau vườn. Mỗi lần buồn, chỉ sợ bị muỗi đốt thôi.